Xin kính chào quý khán giả của Tha Long TV. Hôm nay tôi lại mời được chú Nguyễn Hữu Ghi là cựu biệt động quân và chú cũng ở trong cái KBC mà các bạn chắc nghe cái tên này cũng quen đúng không ạ? Và cho cái số đầu tiên mà chú Hữu Ghi, một cựu lính Việt Nam Cộng Hòa bên biệt động quân đã chia sẻ cùng với quý vị cũng đã được rất nhiều người ủng hộ và bình luận góp ý, đóng góp những cái ý kiến. Và hoan nghênh chú trở lại chương trình, và ngày hôm nay tôi mời được chú lên để chia sẻ những câu chuyện chuyện của chú trong cuộc đời của chú. Và ngày hôm nay cháu rất hân hạnh được gửi lời chào tới chú và chào đón chú quay trở lại chương trình ạ. À, xin chào kênh Thăng Long TV, Minh Tiến phụ trách. Xin kính chào các bạn khán giả. Tôi là Nguyễn Hữu Ghi, lính biệt động quân tiểu đoàn 33, KBC 3446. Dạ. Trên hết. Sau cái số phát sóng đầu tiên thì cháu thấy là có nhiều người nhận ra chú, có những người đã từng À, tham gia ở chiến tuyến với chú đã gọi cho cháu và nhận ra chú, và không biết là chú có nhận được những cái điều gì mà nó bất ngờ sau khi phát sóng không ạ? mất tiếp à? Chú Ghi có nghe cháu nói không ạ? À, lúc nhỏ nữa. Rồi, nghe rồi. Alo. Nói đi. Vâng, cháu muốn hỏi chú là sau khi phát sóng cái số đầu tiên thì chú có nhận được những cái điều bất ngờ gì từ phía khán giả không ạ? Có một số là đoán biết được có một số cũng anh em họ hàng. Người ta cũng vô tình là ở ngoài, dân ngoài Bắc, ta gọi là Bắc Kỳ. Và cái thứ hai cũng gặp những anh em phía bên kia, quân giải phóng. Rồi nhìn lại cái thời kỳ năm 72, khi hai bên hai chiến tuyến. Vì thời điểm đó thì anh bộ đội đó cùng một thời gian đó là ở tại Quảng Trị. Nhưng rất tiếc là anh đó thì vấn đề trên mạng này thì hơi 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 vụng về chỗ đó, thành thử chúng tôi gọi qua điện thoại thì nó cũng hạn chế lắm để tâm sự, và thấy tâm tình là hai bên thì gần gũi lắm. Anh cũng muốn tôi ra ngoài Bắc chơi, anh ở Hưng Yên, và anh cũng muốn có dịp nào để vào Nam Sài Gòn, muốn tìm đến tôi. À, xin mình tiếp Vâng, hỏi. dạ vâng, thưa với chú rằng lần trước chú có hứa là chú sẽ chia sẻ một chút về cái ông tỉnh trưởng tỉnh Phước Long, những cái thời mà chú còn đang làm lính ở trong lính Việt Nam Cộng Hòa, khi mà đất nước mình còn đang có những cái có chiến tranh đấy. Thì thưa với chú rằng là chú có thể ngày hôm nay chú kể những câu chuyện đó cho khán giả nghe không ạ? Vâng, đúng như lời tôi nói và cũng nói thật với khán giả, thì tôi nói đây là tôi không dựa là một cái chuyện gì là dối trá hết, mà tôi cũng chả đả kích ai, nhưng mà nói về cuộc đời của tôi, và tôi nhìn thấy những gì nó bất bất công bất lợi hết á cho cái cuộc sống thời đó thì tôi nói lên. Thì ngày hôm nay cũng xin nói, có người còn người mất, nếu cái gì mà nó đụng chạm thì coi như đây là một cái lịch sử để lại cho con cháu biết cái con đường như thế, nay mai nữa các em các cháu nó tránh được, đừng đi vào đó, dù là trong nước ta hay là có dịp nào mình làm nhiệm vụ quốc tế. Đó, xin hết. Vâng, thì cái câu chuyện về ông tỉnh trưởng tỉnh Phước Long ấy, chú, cái câu chuyện mà cháu muốn nghe là cái câu chuyện về cái ông tỉnh trưởng tỉnh Phước Long ấy, mà ngày nay nó là như thế nào chú? Chú có thể nói rõ hơn ạ? Rồi rồi, cái nói chuyện tỉnh Phước Long thì nói chung thì tôi xin phép nha, nói chuyện này nó lan man đến việc chuyện khác thì kể về nó dài, nhiều câu chuyện và dài dòng. Xin nhiều khán thính giả vào nghe nửa chừng thì nhiều khi nắm bắt không hết được. Thôi tôi cũng xin nói về đây dịp, rồi còn dịp khác nếu trường hợp mà nó cho phép thì tôi xin nói tiếp những chuyện cuộc đời tôi thời binh nghiệp. Nói về tôi nhớ là năm năm 70
74, sắp hết chiến tranh rồi đó, năm 74 ký hiệp định rồi đó, hiệp định mà Paris xong rồi đó. Thì sau này tôi đơn vị tôi được đổi lên ở trên Phước Long, bây giờ tỉnh Bình Phước, bây giờ gọi là thường là nó người ta biết là gọi là Bà Rá, núi Bà Rá đó. Thì chỗ đó thì nếu mà nói có những cái cảnh tuyệt vời lắm, đẹp lắm. Bây giờ đó thì Việt Nam mình ở đó người ta gọi là thủy điện Thác Mơ đó, nó có nếu mà ngồi mà tối mà uống uống cà phê ngay cái quảng rộng như cái quảng trường á, thì dòm xuống nó thành cái thác thì gọi là Thác Mẹ, vì nó mang cái hình hình thấy nó như là dường như cái tượng Đức Mẹ Đạo Thiên Chúa thì gọi Thác Mẹ, nghe cũng đẹp lắm, và nghe nhạc quán cà phê đó trong trang hấp dẫn lắm. Nhưng bên trong nó chẳng ẩn chứa nhiều cái đau buồn cho dân ở đó. Khi mà tôi thời đó, cái dịp may của tôi là tôi đi theo một ông chỉ huy trưởng tiểu đoàn trưởng đó, tôi đi tôi mang một cái máy tôi đi, coi như tôi ông nó là như hình với bóng á, vì khi ông cần là ông tôi đưa cái máy cho ông nói chuyện và ông nghe có chuyện gì tôi báo cáo ông đó. Thì đi đâu này, nhưng mà hầu như tôi đến đó là đi chơi với bóng là nhiều, đi ăn đi nhậu, ông nhậu chứ tôi không có nhậu đâu, tôi đi theo lên đây. Và tôi thấy cái cuộc đời tôi lúc đó nó hết sức là lãng phí một cái đời trai tôi. Và tôi thời gian mà ông đang vui chơi thì tôi cũng đi xung quanh, tôi hỏi thăm những người dân xung quanh đó, thì người ta cũng cảm mến vì lúc đó tôi còn trẻ lắm. Mà cái thứ hai á, thì tôi cũng chả nói cái tôi giỏi đâu, nhưng mà đi vào một cái vị mà chỉ huy đó, người ta cũng có ăn học rồi thì mình có phải cái tư cách đàng hoàng, người ta mới chấp nhận. Thành từ đó cái dân người ta nhìn mình cũng có mắt cũng vui, chứ ta không có xem những người khác, ta mới kể những cái chuyện tại đó, đó thì có một ông tỉnh trưởng mang quân hàm là đại tá tỉnh kim tiểu khu trưởng, nghe hoài lắm. Mỗi nhà là có một bức hình ông ta như là hình Ngô Đình Diệm treo lên giữa nhà phòng khách. Thậm chí sau này có dịp tôi đi chung ông nói luôn, là bị tôi đi theo ông sếp tôi thì đi chung ông có những cái việc đi chơi đi ăn đi uống, thì cái vào ông còn chỉ hình ông nói cái con heo nọc nào đây, ông chỉ hình ông đùa ông khôi hài. Tại sao mà ông cho ông là con heo nọc? Hầu như đàn bạn gái đó là ông muốn chọn ai cũng được hết, có chồng hay là còn con gái, ông quyết định là hầu như có xe là rước đàng hoàng, không chịu cũng phải chịu. Nếu chồng rồi chồng phải im, còn không nếu không đi lính đó, thì được đi lính, còn nếu có đi lính rồi thì muốn yên ở đó hay là hoặc muốn đổ đi xa. Cái quyền lực ghê lắm, vua một cõi mà. Tôi ngồi tôi nghe thì nó đúng cái việc của ông đó thì cũng chả thì thấm thía tôi hết, vì đời lính là thường thường mấy ông quan nó là vậy không à. Nhưng mà ông nhát lắm, ông sợ chết lắm. Vì có bữa đó là tôi với ông sếp tôi đó đi bay quan sát lên một chiếc trực thăng, ông quan sát cho ông đó, đi vòng xung quanh ở trên dòm xuống đó, cái vùng núi Bà Rá rồi xung quanh rừng trầu rừng già bay hết, coi Việt Cộng đó, coi những cái mục tiêu nào của Việt Cộng trong xung quanh, đáp xuống. Ngày xưa gọi là cái huyện Đông Luân, bây giờ gọi Đồng Xoài. Thì cái Đồng Xoài đó nó cũng tương đối nó cũng to đó, nó là một cái tiểu khu nó cũng mạnh đó. Thì xuống đó ngồi thì ông cũng chỉ, ông cũng đùa giỡn với mọi người, hầu như ai cũng nhìn ông á. Nếu mà cái bậc mà quan lính này dòm ông đó thì không dám coi thường ông, tân bốc ông nịnh bợ ông, không để trong buồn mà dựng trong vui. Còn nếu mà cái người thường thì ta rất rất ghét, không dám để trong lòng, rất bực luôn. Còn chuyện thù hằn là mình chả biết. Để kể thêm một cái chuyện như vậy, bữa tối đó tôi đến một cái quán. Đợt trước tôi có kể chuyện về cái quán mà nhảy, mấy ông nhảy nhót trong đó là gọi khiêu vũ đó,
thì tôi mới đuổi một cái anh địa phương quân mà chạy đó. Tại quán đó thì trong khi chờ đợi đó thì một cái ông già cạnh bên đó, thì ông nói thì chắc cũng giảm, nếu mà dòm tướng thì cũng chẳng cỡ năm mấy à, năm mấy tuổi á. Ông có một đứa con gái đầu, lúc cô gái đó thì chắc khoảng độ chừng 17, 18 tuổi gì đó. Tương đối là cũng khả ái đẹp đó chứ. Thì ổng mới ngồi cái chuyện dường như ông trút hết một cái bầu tâm sự cho tôi. Khi mà tôi bế một đứa nhỏ con là cháu ngoại ông đó đó, thì đứa lẳng nhẳng nhẳng mà, thì ông mới nói chú biết không, ông già nó à, ông nói mà ông nghẹn ngào lắm. Ông chỉ ông già nó là ông đại tá đó, ông đại tá tỉnh trưởng đó. Hầu như ông quyết định chọn nó rồi, lính phải vô dùng đủ đủ sức mạnh đó để mà bắt con gái ông đi. Thì giải quyết một lần hai lần thì cái đứa cô gái đó mới lớn lên, cái tuổi đó thì nó cũng một chút xíu gì đó, thì có thể là cho tiền cho bạc gì, cái nó đam mê sau này thì ông cứ cho nó tới thường xuyên đến mà ông buồn. Ông lấy cái đũa, ông nói lấy cái đũa đũa cái lửa bằng bằng cái than ra đó, bằng cái đũa mà ông nướng đó, mà ông dí vào háng cô đó đó, ông dí vào đó là để mà bỏng luôn đó. Mà cô ta vẫn là coi như hư hỏng một cuộc đời để mà lòi ra một đứa đứa cháu ngoại ông buồn ghê lắm. Và sau này cô đó đi vào đó rồi không biết là cái cuộc sống tiếp tiếp diễn cái nghề gọi là nghề nghề làm gái hay không tôi cũng không hiểu. Nhưng sau này tính cô đó nói chuyện cũng lẳng lơ lắm, mặc hồi xưa đâu có ai mặc cái quần quần ngắn bao giờ, cô đó là mặc quần ngắn đó, mà nói chuyện nghe nó có vẻ như là ăn chơi đó. Rồi nó tiếp thêm một một cái quán cà phê nữa, thì tôi nói ngồi uống quán cà phê nó đẹp lắm, mưa mà đêm mà trời mùa đông đó, gần Tết rồi đó, nó lành lạnh rồi nó dòm xuống cái nó mờ mờ ảo ảo, nó xuống cái nhìn cái thác mẹ đó thì đẹp vô cùng. Thì ngồi quán cà phê ngồi thì một cái anh bạn ở đó, anh lính ở đó đó, ngồi cũng ngồi tâm sự với nhau. Nó nói cái bà chủ này nè, thì cái bà chủ đó thì chủ quán đó thì khoảng độ chừng chắc có lẽ 30, hơn 30 tuổi gì, cũng có con, cũng phải là đứa con, và ông chồng thì lính tráng đâu đó đó. Mà khi một cái người đệ tử là có một ông sếp cũng là sĩ quan ở trong tỉnh đó, không biết cấp bậc nào tôi không biết, lấy xe jeep xuống kêu rước đi, thì phải tìm cách cho ông chồng đi chỗ khác để mà rước bà đi. Còn sự mà quyết định đi được hay không, có phản ứng của bà đó, cô đó tôi không biết, nhưng mà đi rồi để mà vấn đề mà cái ông tỉnh trưởng ông giải quyết, mà không phải là một người mà nhiều người lắm. Nói chung là tôi không đánh giá cái dân Phước Long đâu, nhưng thường thường cái dân Phước Long đó một số đó là dân nhập cư vô. Sau này có một lần tôi đi chung với là một một cái anh tài xế, cái tài xế là lái cho ông sếp tôi đó, đi trong đó thì cũng ổng đi chơi, cái lính là tối thì yêu đi chơi, xách xe đi lòng vòng vòng cái xe xe cho jeep đó. Thì vào đó chơi rồi cũng có những người bạn ở trong một cái khu vực đó cũng đi lính gì trong đó, cái dạng mà lính kiểng lính gì đó, hay là lính ngồi văn phòng gì đó, nếu mà được ngồi trong đó rồi thì phải trả, mà dường như nếu mà không có tiền phải trả bằng vợ của mình đấy. Rồi tôi nhìn trong cái môi trường sống nó, ôi cha ơi, nó xấu hổ vô cùng luôn. Ngày bây giờ sau ngày hôm sau tôi mới phát hiện được cái cô giáo mà đêm hôm đó là đi vào đó, đó thì có những cái anh phi công, vì thường thường ở tỉnh nó có một mấy cái vị phi công là pilot đó, là lái trực thăng á, còn giờ trực tiếp ở biệt phái cho tỉnh đó, đêm thì mò đi kiếm. Rồi những người làm
làm việc đại loại như kiểu thư ký hay là cô giáo thì nó đại loại văn phòng người đó thì sẽ dặn kiếm thêm, thành thử nghịch cảnh lắm. Thì sếp như vậy rồi thì em Út như vậy đâu có nói gì được đâu, hầu như người ta cứ cứ là cái đó là một cái món quà để được được nâng lên là địa vị thế này nọ rồi đấy. Ví dụ một món hàng này hôm nay có cô ả này ngon lắm đại tá thì coi như được chấm, nay mai có thể thì kiếm được cái huy chương dành cho anh A anh B đó, mau hả, càng nhiều huy chương thì mau lên cái ổ lên cấp bậc, và nhiều khi lên 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 chức nữa. Nhưng mà nói chung ra thì không phải người nào cũng vậy hết. Riêng cái lúc đó ông sếp tôi đó thì ông quân cái điều tiểu đoàn tôi thì nằm đóng quân cách đó khoảng 3 4 cây số hay 5 cây số gì đó ở dưới Phước Bình, nó ngang ngang ngay cho ngang sân sân bay của Phước Bình đó. Thì có ông ngay chỗ cái tiểu khu gần tiểu khu của chi khu Phước Bình đó, là quận quận Phước Bình hay huyện Phước Bình gì đó, thì tôi đóng một bên, còn bên kia cái chi khu nó là nằm xéo xéo bên, và nó cặp sát với lại sân bay. Nhưng mà coi như cái con đường từ từ Phước Bình Phước Long về thành phố là không còn được, nó hầu như là đi đâu toàn là đi buôn bán gì vào đó, là từ bên dân sự gì toàn máy bay không đưa vào C-130, được đưa cá đưa thịt đưa gì đó vô để mà buôn bán cho dân vô chợ Phước Bình nó thôi. Tôi chỉ thấy ông thiếu tá chi khu trưởng đó là ông gọi là ông quận quận trưởng đó thì rất hiền hậu vui vẻ, nhìn vào cái tướng người và cái giọng nói cái cử chỉ gì thấy người nó có tư cách và nó cũng có đạo đức lắm. Mà cũng xung quanh tôi nghe những người bị lúc đó một số trong đó một cái mấy trong mấy cái bang á, thường thường ở trong trong một cái huyện huyện hoặc quận gì nó cũng như bên bên quân đội tụi tôi, một tiểu đoàn tụi tôi cũng có băng một băng hai băng ba băng bốn đó, thì tôi cũng kết thân được một cái anh chàng đó băng bốn trung úy. Anh ta thì lại tưởng tôi là một 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 sĩ quan phụ tá băng ba vì tôi có tư cách lắm. Và cái thứ hai cái đồ của ông sếp tôi là tôi sử dụng không à, ví dụ như xe dây ba chạc là của Mỹ, vì thường thường là mà ít có cái xài dây của Mỹ đó, thì súng đó, tìm vỏ bao giờ của Mỹ hết, và lúc nào đi cũng có địa bàn cũng có bản đồ, ông cứ nghĩ tôi là trưởng ban thì cũng tâm sự hết. Ông hỏi tôi chứ học khóa mấy thì tôi nếu tôi nói ra tôi sợ ông sượng ông mắc cỡ ông nhầm, thì tôi đưa vào cái chuyện cho nó sang chuyện khác quên nó đi, thì cũng kể những cái chuyện thì cái anh đó anh trung úy đó anh cũng cũng được lắm, nói chuyện cũng đâu ra đó. Hầu như Phước Bình ở này cũng nó dân thì ở đó thì cũng hiền hậu lắm, chất phác lắm, nhưng cái món ăn chơi thì ít, nó không như ở trên trên trên, trên Phước Long. Coi như đi những cái quan lớn thì là tôi đi tôi thâm nhập vô hết, hay là một cái ông gọi là thiếu tá Tư, không biết là Lê Văn Tư, Phạm Văn gì Tư đó là hồi xưa. Tại sao tôi biết ông đó là hồi xưa ông làm quận quận trưởng quận 8, cảnh sát quận trưởng quận 8. Sau này ông đổ lên ông làm phó phó ty cảnh sát Phước Long. Thì tôi nhìn ra ông đó và cái tên vui vẻ lắm, đá banh nội chung vui đàng hoàng, cũng có tư cách lắm. Chỉ có một cái ông đó và một số mà cái lính mà gọi là nó tâng bốc à. Đấy là có những cái, nhưng mà nói về tác chiến thì thôi nó dở vô cùng luôn. Bữa đó tôi với ông đó với ông sếp tôi bay một số sĩ quan phụ tùng theo tùy tùng theo bay quan sát xong về về xong vừa đáp xuống ở trước dinh tỉnh thì có một khoảng mình rộng lắm, coi như là một cái sân bay á, sân bay mà cỡ L-19 bay được á, chứ đừng nói trực thăng. Khi mà đáp xuống đồi bắt đầu tôi bị pháo kích liền,
Trời, ông Trung ông bò hết cái đám của ông, nó ông bò lăn bò ngang nữa, mà chỗ đó đâu có thằng nào núp. Ông giơ tay biểu máy bay bay lên đi, để gì cộng nó pháo bị chết đó, tao cũng chết. Nhưng mà tôi với ông sếp tôi thì cứ tỉnh bơ đi, đi thẳng lưng đi, đi thẳng vào dinh luôn. Vì tụi tôi á, ông sếp tôi với tôi á, ngồi nghĩ mấy cái viên đạn mà 61 ly mà coi như nó bắn gần đó mà đâu thua gì đâu, mà cứ như một quả lựu đạn nổ. Mà tôi với ông sếp tôi thì tỉnh bơ vào tỉnh. Rồi nó tới cái chuyện ăn chơi trọi lạc, hầu như sếp tôi cũng vậy luôn, cũng vô nhập chung một cái bang đó luôn. Bởi vì tại sao nhập chung bang đó, là một cái số mà cứ đi tìm cho ông nó những món ngon vật lạ về 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 xác thịt đó, thì mới hướng dẫn ông sếp tôi à phải này kia, thì mới hướng dẫn. Thành thử đêm nào cũng từ từ Phước Bình chiều là đi ra ngoài Phước Long ngoài đó để mà nhậu xong rồi khiêu vũ nhảy đầm gì, có như mở cái máy mà như là máy băng cối đó này nhảy thôi, chả có nghệ sĩ nào. Rồi xong rồi tôi nói hôm đó là cái cô chồng là trung úy làm về bên điện lực ở tỉnh đó. Rồi ngủ đó, nhậu say đã rồi này, mấy sếp bên đây ăn chơi thôi gài sao cho ổng ở lại rồi đặng cho mà mình được đấy. Tôi thấy nó mà nó khổ một cái là tôi đi về rồi rất sợ luôn, đường nó vắng rồi mà ngồi không biết sao đây. Tôi đi thì cũng có vài người lính đi theo đó, thì một hai cây súng là một cái xe jeep mà tối mà chạy rồi mở đèn thôi, nếu mấy ông mà giải phóng mà ổng chặn được là xong ngay rồi, hoặc là khẽ một cái là một cái B-40 hay là một cái lựu đạn vô đó là coi như cuộc đời mình nó chết lãng nhách luôn, nó chết không có một cái gì là nhục nhã đó. Mà đêm nào cũng vậy, mà tôi thật sự mà tôi lúc nào lên xe mà đêm mà đi về tôi phải cái cầu, tôi cầu nguyện nó thầm là sao cho tôi đi về nó trốn. Rồi nhiều khi tôi cầm theo một cái lựu đạn nữa, cầm hờ tôi rút để mở sẵn, tôi nói nếu trường hợp mấy ông gì cộng mà tấn công tôi rút, tôi tự tự kết liễu luôn chứ không để mà sợ bị thương rồi sợ cái cảnh mà chết dần chết mòn. Mà đâu dám nói, mình nói mình chỉ sợ bị gì. Rồi nói chung như bây giờ người ta cũng thường nói gọi lính đánh thuê, mình nói rồi mình cũng đánh thuê, bây giờ mình không còn ngồi ở chỗ sướng nè, người ta đi bộ mình ngồi lên chiếc xe jeep đi cũng quay, hay là người ta ngồi chiếc xe GMC mình ngồi được xe jeep ngon hơn chút đấy. Mất đi cái quách của mình đi, người ta dòm để ý. Thường thường ta để ý xe chỉ huy, tao đâu có để ý mấy xe kia đâu. Tới cái lúc mà trong lính của tụi tôi đánh nhau cũng giành gái, bữa đó tôi cũng là không thế nào được. Một cái anh đó là ở trong tôi là anh là trung sĩ nhất, cũng lính lâu năm lên trung sĩ nhất, thì cũng có nhậu chút đỉnh vô rồi, thì gặp một cô gái điếm. Thì bữa cô gái đứng đó thì anh sếp tôi là ổng đang cặp, thì anh ảnh xỉn vô ảnh tỏ vẻ bị ông sếp tôi cũng mới đổ về cũng cũng ngắn thôi, khoảng độ chừng dường như năm mấy 2 năm gì đó. Anh chàng này tưởng là một cái anh ta ở là cái đội mà gọi là trung đội thám sát của thám báo chứ, nghe ghê lắm. Tôi có quay trong trong cái đám lính của ông rồi nghĩ cái ông này là cái gì mà bắt gái mình lúc xỉn xỉn vô, bắt đầu từ đó quậy. Ông đang nhậu đang nói chuyện với mấy cô nàng trong cái anh chàng này vô quậy, cái ông ra ông nghe được ông ra. Tôi nhìn thấy tôi có cảnh tôi mới ghê, ông bay lên ông đá một cái anh trung sĩ nhất này nó lăn vòng 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 mấy cái anh em biết đó, là cái giày bốn đầu xô, cái giày của Mỹ đó, dùng cái từ là giày Mắt Mỹ đó, hồi đó mà ông bay lên hai chân song phi một cái ông đạp được cái ngực một cái ông kia lăn 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 trời thôi đó, cũng bị gái không à. Rồi xong xuôi cái đám đi chung nó mới kéo nữa, thì ông sếp tôi nó khổ cái ông kêu tôi bắt trói hơn nó lại. Tôi lần này lần thứ hai bị ông, tôi lại cũng sợ ông này nó bắt trói lại rồi ngày mai ông gặp mình ông cũng thù mình cũng khổ nữa, ông dữ lắm. Tôi không có cái gì ngồi ổ ao, tôi đo
cái tôi là cỡ sợi cái sợi dây thắt lưng kia là tôi còn thì ông cầm sợi dây thắt lưng tôi buộc tôi một cái tôi nó không còn cái gì cái búp nịch mà nó trúng người tôi. Ông nói mày trói vậy đó hả? Xong xuôi ông kêu máy gọi ngay quân cảnh, cái đồn quân cảnh ngay trong đó đó, bắt nhốt lại, không có lý do gì hết cứ bắt nhốt trước tiếp đi, bắt nhốt rồi xong xuôi rồi một chút xíu á là tôi về, tôi với ông lên coi nó xử như thế nào, ông coi thằng đó như thế nào, thì tôi đi nghe, tôi với ông đi vào là đứng ngoài không, thì cái Sam, nó gọi cái Sam là cái nhà mà chứa ba cái người, cái vụ mà lính tráng hàm lần á, thì bắt vô đó nhốt tạm đó. Tôi nghe rầm rầm trong đó luôn, nó đánh anh đó, nó quân cảnh vô bị cho phép nó đánh mà nó đánh mềm luôn bên đó, trong đó ghê không, thằng thử nó lãng nhất à. Các anh em thấy không, thấy trong cái chiến tranh mình á, nhiều khi cái sự hy sinh rồi những cái này nọ rồi nó hết sức là nó không giống ai hết đó chứ. Rồi tới sáng này á thì tôi được nhận cái lệnh đi chung một cái, là đi ông không có đi nhưng mà tôi nhận lệnh đi theo, không biết cái anh nào để là đi lên chỉnh đó, lấy cái lời khai của đó tại sao thế này kia đi. Thế thì lát là sau này quân cảnh lại sợ ngược anh đó này, đánh lì vậy mà không sợ, quân cảnh sợ ngược trở lại. Thì anh em nghĩ được pháp luật mà đã sợ ngược con người lại đó, cái tội phạm thì coi nước nước còn gì nữa, đúng là cái đất nước hết sức là tự do đó, pháp luật đi với cái tự do đó đấy. Rồi xong xuôi đưa về cũng như ký giấy là không có tội gì đó, nhưng mà cũng đó cái cảnh cáo đó. Khi mà biết được đó, thì cái ông này, cái ông sếp của tôi là cũng dữ lắm, ông này trong cái khóa của ông đó là coi như mấy ông kia nể hết đó, gọi là niên trưởng đó. Cái cấp dưới mà cỡ cái khóa sau rồi gọi niên trưởng hết, nhưng mà ông ta xuất thân từ thiếu sinh quân ra dữ lắm, võ thuật cũng đầy mình đấy. Hầu như tôi thấy cỡ một ông đàn em, ổng là cũng ổng là khóa 18, ông thiếu tá là khóa 19 vừa về làm tiểu đoàn phó đó, mới nhậu vô mà nói lăng nhăng giọng quýnh liền, xử bằng tay bằng chân không. Còn cỡ lính cho tụi tôi rồi đó, thì hầu như giải quyết bằng đá đấm đó, ta dùng cái kỷ luật thép. Thành thử tôi không biết tôi nói này có đúng hay không, những cái binh chủng nhẹ dù thủ lục chiến hay là bộ binh hay những đơn vị khác thì tôi không biết, chứ đơn vị biệt quân của tiểu đoàn 33 tụi tôi là dùng toàn là tay chân đấm đá không. Thành thử có những cái mà giải quyết á, hầu như cái quốc ức đó rồi nó giải quyết bằng súng đạn, anh em bắn nhau xử nhau. Tôi về đâu năm 71 tới 75 thì dường như được chứng kiến 4 lần bắn giết lẫn nhau trong trong nội bộ, và 1 lần á là tôi cũng đau đớn và tôi là người nhân chứng luôn. Cái chuyện này lan man chuyện kia bị bên ông đại tá kia vào lan man thôi, nói tiếp điện thoại quay tới đâu chuyện đâu đó. Chú cứ kể tiếp đi Nếu chú ạ, đang hay. Chú ơi, chú cứ kể tiếp đi, cháu đang nghe rất là thích ạ. Vâng ạ. có một anh này á, là anh là trung sĩ nhất, gọi là anh tên là cấp Trần Trung Cấp, anh ta này ghê lắm, ba gai là khó chơi. Cỡ cái anh mà bị quân cảnh nó đánh đó, thì chán thôi đâu, cái anh này còn hơn anh đó nữa, ba gai mức độ vậy đó. Đó là trong đó ai cũng nói tới bác Bãi là sợ lắm. Anh đó là gần nhà tôi, nhưng mà tôi á, thì mến anh đó là bởi vì ảnh là một cái người bảo vệ cho mình, ít nhiều gì tôi nói là tôi em anh cấp là người người ta không dám ăn hiếp tôi đấy, giá lên và ảnh cũng thương tôi lắm, mà tôi giúp đỡ ảnh nhiều khi nó ảnh ảnh cũng kẹt, thí dụ như vợ con ảnh lên bất ngờ lên thăm rồi, nhiều khi cái vấn đề một màn chú gấu tôi phải dành hết, thì nằm bố hai người thấy để là hỏi tôi dành hết anh em. Cái hồi đó ở chung sau này thì tôi lên tiểu đoàn thì ảnh còn ở lại ảnh làm thường vụ, thường vụ là lính lâu năm đó, là có máu mặt nó được lên trước đó một thời gian, cái anh lên làm trung đội trưởng ám sát. Trung đội trưởng là cái anh hồi nãy bị đánh đó, là ông đó là trung đội phó đó, mà nhà anh này lên là trung đội trưởng. Thì tính ba gai chú anh đó là cũng là một cái dạng
cũng dữ tợn lắm, anh ta mới đi phép. Đúng, thí dụ cho phép như là 7 ngày thì đi 7 ngày, hoặc là giỏi lắm là 10 ngày, anh kéo dài 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 không biết là nửa tháng 20 ngày, đến thậm chí ông trưởng bằng một, ông trung quý trưởng bằng một, trung quý Hoàn Đỗ Văn Hoàn đó, là ông mới gọi máy lên, ông báo cáo trên, ông nói là cấp này nó không nghe nữa, là ở đây trốn chủ linh, thì ở trên nó mới nhắc nè, kêu nó lên đi này nọ rồi, thì ông cấp này mới hù ngược lại, hù ông Trung Quý Hoàn, ông chúng này cũng sợ lắm, hù thì ông nói ông đòi đánh ông Hoàn, ông Hoàn này mới mới nói lên trên kia, ở trên ông tiểu đoàn trưởng của tôi là cái ông nãy là ông Nguyễn Ngọc Khoan đó, thiếu tá Nguyễn Ngọc Khoan đó, thì ông ta mới khi mà ông lên rồi ông mới kêu ra trình diện, trình diện trước là như, như chào ông á, thì ra thì ông nói hết cái tội anh đi phép như vậy là quá hạn ha, kêu lên nhắc nhở anh lên, anh không lên mà anh còn hăm he đánh đấm đủ thứ cái, cúi xuống không biết quýnh, kêu quýnh 5 hèo 10 hèo gì đó không biết, cái luật cái là cách chuyên quy kêu cúi phải cúi thôi, cúi xuống thì ông lấy một cái cây tầm vong, nó cái này mà nó như cái cán cờ á, cái tầm vong bắt cúi xuống trên một cái ghế, ông vụt vụt một cái là hải hùng luôn, ông đánh không thương tiếc, đánh chừng 5 cây hay nhiêu 10 cây gì đó không biết, thì trong lòng ông hận lắm, thì ông nhậu nhẹt đâu ông mới nói mấy người chung cái đám em út ổng á, thì ông bị cách chức luôn, không còn làm ở trong trong trung đội thám báo luôn, là coi như trung đội thám báo là người bảo vệ cho bộ chỉ huy tiểu đoàn, trả ông xuống trở về chỗ cũ, trở trở về đại đội cho lại, thì trong khi đó mấy anh em của cũ hồi đó ở đó thì cũng đang ở đó, thì ông mới nói tao sẽ trả thù, mà ông chửi lắm, mà ông nói ông nghe chứ ai nghe đâu, trong mấy người nghe thôi chứ đâu dám là ngồi nói ngay, nghe trưởng trưởng nghe đâu, lên trưởng kêu nghe là coi như xong luôn, ông cho đi luôn á, tao suốt luôn á, cái lúc đó đó thì bữa đó ông nhậu xỉn rồi, ông cầm cái lựu đạn mà mấy người bạn ngồi chung quanh đâu đó uống cà phê, chiều rồi chiều cũng gần tối rồi, nó chặn bạn, thì ở cái quy định trong đơn vị đó là cứ xong 6 giờ 6 giờ rưỡi gì đó là khi mà gài mìn 7 xong chưa hết rồi thì báo cáo, nên là tôi đã gài mìn đại loại lựu đạn về xong hết rồi, báo cáo là mình điên hết không có gì hết rồi xong, thì ông ngồi ông cằn nhằn ông nói nó làm hạ nhục tao, nó đánh mà tao cho nó, thì nói tưởng là nói kiểu còn nói bâng quơ, nó một chút xíu là một cái ầm một cái lựu đạn nổ, thì sau này khi mà tại tôi xuống dưới tôi mới biết được, thì cái hầm căn hầm của ông tiểu đoàn trưởng nó có mình tôi xuống được thôi, bị chiều là tôi xuống dưới thì cái đường dây điện thoại bất cứ máy gì gắn đó là tôi được xuống kiểm tra, và thứ hai cái bản đồ của ông đó cầm lên đây để cho ban ba chấm mục tiêu, để có gì gọi từ đó ông từ cái phòng ông thôi, thì có khi tôi chấm, tôi học chấm dùm cho mấy ông ba, còn thứ hai đó là tôi được quyền, thì tôi nghe cái rầm tôi chạy xuống cái hầm ông liền, thì ông biết ông ở chỗ nào mình không biết, thì cái máy quay lên, cái máy điện thoại quay lên tôi nghe lên, không hỏi gì tôi nói ở dưới nó báo cáo lên là anh cấp dục cái lựu đạn, ném lựu đạn đó, thì ông kêu tôi xách súng xuống bắn cho anh chết, là ông biết nó thù anh, nó thù rồi à, không kêu tôi bắn què giò chứ chứ không phải bắn chết, mà ông sếp tôi cũng đâu biết ông anh cấp đó là anh gần nhà tôi, cách nhà tôi khoảng chừng 500 mét địa phương thôi, nó khổ nổi thế đó, thì tôi cũng phải xách súng xuống dưới y chang xuống dưới đi theo đó, nhưng mà tôi biết với anh đó đó thì anh không có thù với tôi, thì có thể ở dưới là mình có gì mình giữ phụ thôi chứ anh không thù tôi, chắc anh không có gì đó. Thì xuống dưới ta chết rồi nát bụng hết, nhưng mà khổ nổi một cái đó là những anh bạn ngủ cà phê xung quanh ở nào anh nằm giọng ngay đó, mấy anh kia bị thương một lố luôn, 3 4 người gì nằm một con bị thương, ai nó khổ vậy đó. Đấy rồi xong xuôi rồi ông sếp tôi ông cũng không biết cách gì để mà ông gỡ gạc được,
gỡ gạc cho anh đó thôi chứ không phải là gỡ gạc cho ông đó. Thì bởi vì cái lời hâm của anh đó là anh đang rút cái đồ đạn nhưng mà anh ngủ, khi mà anh xỉn là ngủ quên cái tay nó lỏng ra là cái kiếp nó nổ ra, nó nổ thôi, anh lãnh thôi là mấy người bị thương. Thì ông sếp tôi bây giờ ông chính tôi nghe ông than không biết giờ cách gì mà báo cáo đây, mới báo cáo là mà không có gì hết rồi. Thì nếu nói gì cầm vô mà nổ thì phải có cái gì mới chứng minh, như làm sao để mày bị mấy người bị thương, để thành thử thôi phải đành kêu quân cảnh tư pháp xuống để báo cáo y chang như những lời vậy 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 đó, là hồi đó ông bị lên phạt vậy đó. Ở đây trong Minh Tiến với lại khán thính giả biết không, nó khổ nhất cho tôi một cái á, một cái đau nhất là khi mà ngồi tôi nghe người nhà tôi là nói lại và người thân của anh nó nói lại đó, tôi về trên cổ quan tài làm không được người ta chào đón để mà bắn những dàn chào nào không có, mà để thêm ở trên quan tài là bao nhiêu ngày tù ở trên cổ quan tài, không biết 7 ngày trọng cấm hay là cái gì trên trên, nó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai thì người nhà người thân nó là cũng thân thiết tôi lắm, cũng quen biết người thân bị thấy gần tôi rồi mới nói là anh đó bị ông kia hạ là coi ác là đã chết, coi như là dục đồ đạn cho chết, bắn cho chết á. Thì tôi cứ nói lại sự thật người ta cũng không tin, tới bây giờ cũng chưa tin. Nhiều khi gặp nó mỗi lần đám tiệc những đứa cháu đứa này nọ anh em của ổng ngồi nói chuyện thì tôi cũng kể lại những chuyện đó thì người ta cũng không tin, tôi nói ông nó không ác được á, nhưng mà công nhận nó có dữ thì có dữ nhưng mà thật sự không ác vậy, vì cái gì cái nó cũng có sự điều tra của tư pháp, mà quân cảnh tư pháp nó làm việc. Đấy cái nỗi khổ đó, đó là kể qua vấn đề mà nó vô kỷ luật rồi, hồi đó nó tác hại đến cái chỗ là như vậy, mình tự diệt mình rồi chưa. Sau đó một thời gian cũng không bao xa, chắc chừng 1-2 tháng gì là cũng tại chỗ đó, cũng tại cái đơn vị đóng quân ngay chỗ đó, gọi là cái Sóc Gòn, cái đó là một cái đồn Sóc Gòn. Thì tôi có một anh bạn cũng gần nhà tôi bây giờ, nếu mà người thân ảnh có nghe nữa này được thì na ná không biết chút. Anh này thì anh ở bên bây giờ gọi là bên Phú Định, phường 16, phường 8 đó. Hồi xưa nó không phải quận 8, quận 7 nhưng mà hồi xưa là gọi là Phú Định đó. Anh ta hiền hậu vui vẻ lắm, nhưng cái tội là cứ nói theo kẻ mạnh, tung hô theo kẻ mạnh không à. Đấy, cũng về cái anh mà anh cấp này nè, mà nó xảy ra lúc nào hồi xưa cái gì cũng đề cao anh cấp là trúng, anh cấp là tất cả là y như người ta hô hào như kiểu mà theo ông Trung rồi đó, ông Trung là tất cả đó. Nhưng mà khi mà nó hạ được sau này, nó hạ được ông cấp rồi thì bắt đầu cái đám sau này nó mới chết. Bữa đó có một cái tay đó là tay này là gọi là quân phạm, hồi xưa là đúng ra là anh ta là trung sĩ quân cảnh ngày xưa, anh cái đồng hữu là văn bất hợp pháp gì sơ, vì cái thời điểm đó là cái luật đưa ra là khoảng độ chừng không biết 24 tiếng hay là bao nhiêu tiếng, ngắn lắm là coi báo cáo đồng hữu đó, thì anh ta bước cho nó thì nó gọi là quân phạm, nhưng mà bị gì cái kiếp nhu cầu kiếm trường năm 72-73 gì đó này cần quá đi thì bóc ra luôn, bỏ không còn ở tù nữa, chứ đúng ra anh ta là con đồ binh đó. Thì anh cũng dặn là mấy người cũng nói có cái lối nói hồi xưa giờ mà cái dạng mà cũng cứ ta đây rồi thế này kia là ông mạnh đó, nhưng mà thật sự cái anh bạn tôi là anh cũng không có giữ, nhưng mà nó theo đó. Thì bữa đó cái anh này nè, anh này thật không sai nha, vô xách súng anh nói là cắt chết rồi coi như tụi bay chết, cứ theo đi, móc súng bắn riêng cái ba người chết liền. Trời ơi, dòm thấy mà não nề luôn, bắn tôi nói cái đầu mà cái viên đạn mình nó trúng rồi mấy người kia hàm hàng chết ba người, rồi anh quay súng anh bắn ngược là anh cái là, nhưng mà ba ác súng bắn hổ trúng đầu diện, nó trúng đầu dài à, anh tự sát anh mệt nó vậy. Để biết thế nào về thì quân cảnh tư pháp nó quýnh cũng chết, vô ra quân cảnh tư pháp là nó đánh khùng điên luôn á, quay là anh bắn nhưng mà anh chỉ bị thương không chết. Thì cái vụ xử đó sao không biết, nhưng mà mấy anh bạn tôi bị gì tôi thấy á, là anh này cũng chơi gọi là tính cách nhìn mà nó cũng không có thân thiện lắm, thành thử tôi không đến nhà hỏi thăm. Đấy, nó
nó những cái câu chuyện nó hầu như nó giết lẫn nhau vì vì câu nói gì cái này nọ rồi nó đủ thứ dạng hết cái thời đó. Vì tôi nói những cái này rồi hiện nay rồi tôi mới nói lên cái chuyện mà tôi nói tại sao mà quân đội thứ tư thế giới mà thua một cái anh mà không nghe tên tuổi gì hết, thế giới nó nghe tên tuổi đâu mà mình thua cái đụng tới là chạy. Rồi tôi kể qua cái chuyện mà ít xỉn mà đánh nhiều, tôi còn xếp tôi luôn ông này. Rồi có một sự việc nữa để coi không để nhớ tới đâu nói tới đó, để nói chừng nói tức ngang thì không thấy được. Tôi nói quay quay qua cái bên Campuchia đấy, Campuchia thì cũng cái đơn vị nằm sát ở trong cái đám của tụi tôi nằm ở trong cái căn cứ gọi căn cứ Alpha đó. Nếu mà anh em nào mà có lên YouTube của tiểu đoàn 30, cái ông mà Nguyễn Văn Nam á, công đại quý Nguyễn Văn Nam mà gọi là Hoàng Sa đó, ông viết lại đó, ông viết cũng đúng đó. Sau này tôi lên đổi ông đó, đơn vị tôi đổi quân tiểu đoàn 30 đó, tiểu đoàn 33 đổi đó, khi mà đánh phím rồi xong tôi đào đổi thì nó giáp với cái căn cứ của người Miên, lính Miên. Nó chỉ một cái hàng rào kẽm gai thô sơ thôi, có nghĩa là đi qua nếu mà khéo khéo vạch vạch là đi qua được nhưng mà bên đó đó thì lại không có bị mấy ông giải phóng này đánh. Hầu như mấy ông có một cái gì đó, cái hợp đồng gì gọi là luật bất thành văn, sao không có đánh mà đánh bên đây không, mà bên đây nó thua luôn mà bên đó không đánh. Bây giờ tại sao mà ông bỏ luôn, ông đi luôn bởi vì cái người Miên á, lính Miên nó cứ dở một cái là ở đến đâu là có vợ con ở đó, súng đạn nổ thì vợ con khóc ôm sùm trời đất, nó mang lòng thòng lên thánh, nó đi ô trời ơi, nó đi quần áo son nồi đóng quái nó đi, rồi lính nó hầu như chừng nó bắt lại thì nó ấy thôi chứ. Thì xong ổn hết rồi tụi tôi về đỡ rồi đó, thì bắt đầu thì bên Miên lính Miên cũng về ở, cũng vợ con ở, thì mới qua lại bên bên tụi tôi thì lợi dụng, bên lính tụi tôi thì nó có tính lợi dụng qua bển đằng kiếm nhậu, mà người Miên biết cái lính người Miên này có nhiều tiền nhậu cho hết rồi làm tiếp, thật sự nó có chỗ nó thì bên đây nó có tôi nói gì thì nghe nhiều người ta không đồng tình đâu, nhưng mà ngồi kiểm nghiệm lại những người đi trước thì người này già già biết, khi mà qua uống rượu rồi xong xuôi rồi đó thì mấy anh lính này có chút ngà ngà vô, hay là nhiều khi nó không phải ngà ngà nữa, cái bình thường này rồi nó không có cái sinh lý của người ta mà nó lâu ngày rồi đủ thứ cái rồi nó đủ thứ cái thế đàn bà. Người Miên thì nhiều khi nó đẹp không đẹp không cần biết, nhưng nó bắt đầu từ đó mới sàm sỡ rồi thế này kia, rồi nhiều khi ngồi nhậu có chồng người ta đó nữa thì bên người, mấy người lính Miên người ta không dám làm gì hết, sợ lính Việt Nam lắm. Xong chui về, các bạn biết không, khi mà về bên đây rồi á, thì anh này anh bị điên, trời ơi anh điên, tôi lên xét xuống bắn tùm lum, bắn thằng kia là nó lòi ruột luôn, chết queo luôn á, ráng mà giữ bao nhiêu người là giữ là kiệm là được đó. Thì bắt đầu không biết làm sao thì cái lính tụi tôi bên đây thì cũng có nhiều người cũng là cái gốc người Miên, nó Campuchia nó Miên, nhiều khi người Miên ta nghe người ta nói mình kỳ thị, nói bắt đầu ta nói á, hồi nãy qua bánh nhậu có thể là một cái gì đó bị người ta ếm bùa, thì qua bên đó tìm hiểu rồi hỏi cách nào, cái qua bên nó hù lại bà con biết không, là Minh Tiến biết không, làm đúng y vậy. Qua bên đó không biết cái người nào đại diện ông đó xách cái súng qua, cái hỏi là nợ nó rồi mới nói hồi nãy là người ta mới kể qua cái này này nói chuyện vậy nè, nói vậy thôi anh đó là ảnh ôm ảnh bóp vú ha, đại loại gì cái này nè, rồi hỏi về chồng đâu, chồng này có bắt đầu cái anh này là anh hùng á, lấy súng rạc lên rồi bắn này hết hồn liền, cái tay đó là hầu như là làm ngã liền, nói về về đi không sao đâu, về là hết, nó phải sơn ngược lại vậy.
thì nó mới nhả được cái bùa đó ra. Đấy là một cái nỗi nó nhô nhục, nó đủ thứ cái đó. Là tôi nói vấn đề mà cái người lính mình á, hồi xưa đó, cái lính lính quân đội Sài Gòn xưa nhất là vấn đề nó thiếu thốn về cái trai gái gì đó, ít có người nào mà kèm được, thật sự nó kèm được. Cái tuổi mà 18 đôi mươi đó thì 18 còn đỡ, lên tới 21 22 rồi nó kiểu lớn hơn chút nữa, trời ơi càng nhất cũng có vợ rồi, cái nó đủ thứ cái mà nó thèm lạc rồi, ôi trai ơi nó coi không ra gì,